Lịch thi đấu trận bán kết SEA Games 31 của đội tuyển U23 Việt Nam. Trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 đội chủ nhà U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 19 tháng 5 trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ. Sau khi vòng bảng kết thúc, môn bóng đá nam SEA Games 31 đã xác định được hai cặp đấu bán kết là U23 Việt Nam nhất bảng A đụng độ Malaysia nhì bảng, bảng B và U23 Thái Lan nhất bảng B gặp Indonesia nhì bảng A. Cả hai trận bán kết đều diễn ra vào ngày 19 tháng 5. Trận bán kết 1 giữa U23 Thái Lan và Indonesia sẽ diễn ra lúc 16 giờ tại sân Thiên Trường, Nam Định. Trong khi đó, trận bán kết 2 là cuộc đọ sức giữa chủ nhà U23 Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 19 giờ tại sân Việt Trì, Phú Thọ. Với những gì các đội đã thể hiện ở vòng bảng, người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á hy vọng hai cặp đấu bán kết sẽ diễn ra hấp dẫn, kịch tính. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng rất mong chờ về trận chung kết. Hai đội thua trận bán kết sẽ gặp nhau ở trận tranh huy chương đồng lúc 16 giờ ngày 22 tháng 5. Hai trận thắng bán kết sẽ gặp nhau ở chung kết diễn ra lúc 19 giờ cùng ngày trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.